Chào các bác nhé, hôm nay tiếp tục review cho bác cái chương trình nâng cấp main cho đầu. Theo bác đây là cái đầu Viettel KTV HD Pro này, chưa có nhạc online. Thì sau khi em đã thay bo mạch chính đây, thì cái bo này là bo của hãng Viettel nhé, Viettel Pro. Thì giá nó rẻ nhất thị trường bây giờ rồi. Giá thay một bo này là 4.500.000 đồng. Cho bác nào mà muốn nhu cầu nâng cấp. Và bây giờ sẽ quay sang review cái phần tính năng cho anh em xem trên cái màn hình này. Đây là cái giao diện chính của nó khi chúng ta nâng cấp lên xong, thì nó có cái màn hình này, đây của hãng Viettel này. Đấy, nó sẽ có cái YouTube ở đây. Các bác sẽ vào đây để hát karaoke trực tiếp trên này luôn. Đấy. Các bác đây là cái đầu cái main là chương trình thay main là giá rẻ nhất cho tất cả các loại đầu trên thị trường bây giờ nhá. Thì các bác muốn nâng cấp lên online thì các bác liên hệ trực tiếp sang cho em để em tư vấn nhá. Bác nào có thể chưa thắc mắc chưa hiểu cái gì có phải comment ở phía dưới góc màn hình. Các bác xem video nhớ ủng hộ kênh bên em một cách nhấn nút like nhá. Đăng ký kênh và nút dưới góc màn hình cho em nhá. Đây là cái phần nhạc online các bác này. Đấy, trong cái mục nhạc online này anh em có thể chọn bài bằng viết cả từ khóa ra. Viết dụ bài tình ca này, gõ tình ca ra. Đấy. Nó sẽ cái mềm tức bên này nó sẽ có cái phần gợi ý. Đời cao thì nó sẽ có gợi ý, còn những cái bạch đời thấp cũng có online nhưng mà chưa chắc đã có gợi ý bên này đâu. Tình ca này. Đấy. Nó sẽ có bên này để chúng ta gợi ý để các bác vuốt lên vuốt xuống như này. Đấy, cái kích của đây chọn tính cây và đất chẳng hạn thế. Ví dụ đấy, ra kết quả bên đây. Thì các bác đây là cái màn của BTE nhá, nhưng mà nó lại có thể cắm với lại được màn của VK là do mình có một cái dây ki. Đấy, bọn anh em bọn nào có dây ki cảm ứng này. Cái dây ki cảm ứng này là dây ki cảm ứng đa năng dành cho tất cả các loại màn hình chọn bài ở ngoài thị trường. Chỉ cần thay cái màn ki này vào là có thể điều khiển được. Đấy, các bác có dù là dùng đầu của BTE hay là dùng đầu của hãng Smartka hay là của Viettel KTV hay là của Okara đều có thể cảm ứng được hết nhá. Đây. Nên là giao diện chính nó kích vào đây chọn thôi. Xóa này. Ngoài ra thì có một cái nút ở đây là cái nút on này, là chúng ta để kích vào đây. Các bác có thể đây gõ nhạc Bolay ra chẳng hạn đấy. Ví dụ để nghe nhạc đúng không ạ? Đây. Bolay Bolay 79 này. Đấy. Để chọn bài, tất cả những bài nhạc trong này là của Bolay 79 đều có hết nhá anh em. Đấy, các bác vào đây để chọn để nghe nhạc đúng không ạ? Nó rất là hay. Chọn bài này. Cái bài này thì là cái trong ổ cứng. Đối với cái đầu của Viettel này thì tất cả các ổ cứng này đều phải gốt lại dữ liệu. Tức là phải gốt lại toàn bộ cái dữ liệu bên trong ổ nhá thì nó mới nhận được cái với cái main này. Đấy. Đây là cái bài hát trong ổ của đầu này. Bác thấy không ạ? Cảm ứng rất là mượt nha. Đây em lại ghép với cái màn của BTE nhưng vẫn chạy bình thường anh em ạ. Đấy, tất cả các loại màn như này hạn thế bác nào có thì có thể tận dụng được luôn. Vẫn chạy được bình thường. Đấy. Rất là hay. Chủ yếu ở cái phần này là chủ yếu các bác để ý là cái tính năng thôi. Tính năng nó vẫn là chọn bài trên YouTube này, kho nhạc khô sâu cloud, mic cloud này, chọn bài qua điện thoại này. Hình ảnh lên TV Full HD này. Đấy, ví dụ như này. Đấy. Anh em nâng cấp lên thì rất là yên tâm. Bài hát mới này. Thể loại này. Có thấy không ạ? Giá rất là rẻ luôn. Đây tất cả bài hát bên trong này. Bút lên chọn. Riêng bài hát trong ổ cứng thì anh em chỉ việc chọn bằng chữ cái thôi. Ví dụ chim trắng mồ côi. Đấy, C. Đây, ví dụ bài như này thì các em chỉ việc gõ tắt chữ cái. Riêng bài hát trong ổ thì bác viết tắt chữ cái cho em. Còn bài hát trên YouTube thì bác phải viết hết cả từ khóa ra nhá. Đấy. Quay trở lại trang chủ này. Đây, nhạc YouTube này. Tốc độ cực kỳ nhanh luôn nhá. Đấy, nhạc. Vút lên vút xuống. Có thể bắt wifi hoặc là cắm dây trực tiếp vào đầu để nhận dữ liệu. Đấy. Ok chưa ạ? Giá là 4.500.000 đồng, rẻ nhất thị trường em nhé. Giá là 4.500.000 đồng nâng cấp lên cho các bác. Đây. Đấy, các bạn nào nhu cầu nâng cấp hoặc là đang có nhu cầu nâng cấp thì alo trực tiếp bên em nhé. Đây là cái lắp đuôi mới này, ổ cứng giữ nguyên này, bo nguồn giữ nguyên. Màn hình này nó sẽ không sáng lên nữa, nó chỉ có nút báo nguồn thôi. Đấy, bỏ màn hình này đi. Đấy, đằng sau đây. Đằng sau thì có cái nguồn 12V cấp cho nó.
câu từ đây ra, từ đây cái ngùa cái rắc 3.5 này để giữ khởi động lên. Đây là rắc mạng internet, mạng LAN này, cổng cáp HDMI này. Đấy, cổng cảm ứng ở giữa. Đây là cái đường tiếng ra. Đấy. Mên này sẽ được bảo hành theo hãng là 6 tháng em nhé. Rồi, xin chào bác, hẹn gặp lại các bác ở cái video clip tiếp theo nhé.